Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Cừ. Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đại biểu về dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ 5. Hưng Yên có 130 trên 151 xã phường thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi điển hình trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc giữ gìn nét đẹp làng quê xanh sạch đẹp. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có các ông bà Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân huyện Kim Động đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phù Cừ trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Phù Cừ cùng đông đảo cử tri các địa phương trong huyện. Trước khi bước vào hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc báo cáo với cử tri trong huyện nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2019 và bế mạc vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, cử tri các địa phương của huyện Phù Cừ phát biểu bày tỏ vui mừng khi kinh tế xã hội ở địa phương, trong tỉnh và trên cả nước đạt được nhiều thành tựu nổi bật, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Cử tri đồng tình ủng hộ với công cuộc chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, chống chạy chức chạy quyền nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì nước vì dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị về các nhóm vấn đề làm gì để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây vải lai Phù Cừ, tình trạng người dân bị ép giá khi bán hoa quả và một số hàng hóa nông sản khác, đầu tư hệ thống tưới tiêu nông nghiệp cho hiệu quả hơn nữa, tình trạng sạt lở bờ sông luộc, tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, chi bộ. Đề nghị Quốc hội xem xét tiếp tục quan tâm về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, có khảo sát, phân tích, đánh giá và định hướng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, từng miền khác nhau. Cử tri xã Tam Đa kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư khoa học kỹ thuật, có biện pháp can thiệp quả vải chín sớm hơn nữa, từ 7 đến 10 ngày, và quảng bá sản phẩm rộng rãi trên thị trường hơn nữa, tránh được mùa mất giá để nhân dân yên tâm sản xuất, và tiếp tục đầu tư đường ra đồng để nhân dân thu hái thuận tiện trong việc vận chuyển. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của cử tri các địa phương trong huyện Phù Cừ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện được tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Là huyện có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, vì vậy huyện Phù Cừ cũng như các xã thị trấn phải có giải pháp phù hợp để khai thác tốt thế mạnh này. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ phát biểu gợi mở một số vấn đề để địa phương thực hiện. Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chúng ta phải quan tâm nó từ thực tiễn cuộc sống, nhưng đồng thời cũng cần phải là không phải lời nói mà nó phải hình thành ra những cái cơ chế. Thì rất mừng là huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy Phù Cừ là có hẳn cái cơ chế về đường nông thôn thế nào, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ra sao. Thì tới đây thì tôi cũng rất là mong và đề nghị là các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Cừ, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong huyện và nhất là ngành nông nghiệp của huyện tiếp tục tham mưu để có những cái cơ chế mới, những cái cơ chế bổ sung để hỗ trợ thêm cho nông nghiệp, nông dân Phù Cừ. Phát triển nông nghiệp của Phù Cừ là phải hướng tới nông nghiệp sạch và nông nghiệp hàng hóa. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu lãnh đạo huyện phải tích cực, chủ động hơn nữa trong tiếp cận, mời gọi các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước có thế mạnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao và đầu tư trên địa bàn. Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng
vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 24 tỉnh. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quyết định số 49 được cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ công khai, công bằng và chính xác. Đến tháng 8 năm 2019, các đơn vị địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt thẩm định ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và giấy chứng nhận cho trên 1,17 triệu đối tượng với số tiền chi trả gần 2,5 nghìn tỷ đồng. Tại tỉnh Hưng Yên, đến nay đã thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với gần 211 nghìn đối tượng, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với trên 19 nghìn đối tượng đã từ trần sau ngày 1 tháng 1 năm 2016. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với đơn vị địa phương khẩn trương rà soát tất cả các đối tượng tại các địa phương, tránh để sót đối tượng chưa được hưởng chế độ. Đồng thời, tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo 24 các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để việc thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao nhất. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, huyện Văn Giang đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Tới dự diễn tập có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chi Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh. Với mục đích tiếp tục quán triệt các quan điểm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Giang năm 2019 diễn ra với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua cuộc diễn tập lần này, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng vũ trang và ban ngành đoàn thể trong việc xử lý tình huống thực hiện nhiệm vụ tác chiến cho khu vực phòng thủ. Kết thúc diễn tập, ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã có buổi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đại biểu về dự đại hội lần thứ 5 Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Các đại biểu được nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền tải những câu chuyện chân thực về cuộc đời, đạo đức và phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh. Các lần Bác về thăm làm việc tại Hưng Yên, theo đó, lời dạy xuyên suốt về đạo đức mà mỗi người, đặc biệt là thanh niên, cần học tập làm theo Bác là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không những vậy, Bác Hồ còn là tấm gương sáng đầy thuyết phục về tinh thần tự học, phương pháp học tập là điều cốt yếu nhất để tích lũy kiến thức. Bác dạy thanh niên cần phải vừa hồng, vừa chuyên, nếu có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng. Cho nên, việc tu dưỡng đạo đức đối với thanh niên là vô cùng cần thiết. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng phân tích về những nội dung quan trọng trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể lại nhiều câu chuyện hấp dẫn về gia đình, cuộc đời của Bác, nhiều kinh nghiệm bài học được nêu ra để mỗi cán bộ đoàn thanh niên có thể vận dụng học tập trong thực tiễn cuộc sống. Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội lần này có 247 đại biểu là cán bộ hội viên xuất sắc trên các lĩnh vực, đại diện cho trên 81.000 hội viên thanh niên trong toàn tỉnh. Phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã tiến hành hiệp thương, cử đoàn chủ tịch thư ký đại hội thông qua nội dung chương trình, nội dung quy chế đại hội, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 và dự thảo văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội, các đại biểu đã chia làm 3 trung tâm thảo luận với các nội dung nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện và vai trò của tuổi trẻ Hưng Yên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên, giàu đẹp văn minh.
sức lan tỏa của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và công tác đoàn kết hợp thanh niên xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương, chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 5 gồm 37 ủy viên và hiệp thương chọn cử 11 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên toàn quốc lần thứ 8. Ngày 26 tháng 9, đại hội tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2. Các nội dung của đại hội sẽ được chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn cụ thể trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 24 tháng 9, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Khoai Châu tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Khoai Châu có 124 hội viên. Những năm qua, hội luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương đến hội viên, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu ban chấp hành hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tỉnh Hưng Yên. Do kiểm soát chặt chẽ kết hợp với triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nên đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã có chiều hướng chững lại. Đã có 130 trên tổng số 151 xã phường thị trấn công bố hết bệnh dịch. Ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, tỉnh ta đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp như tiêu độc khử trùng trong và ngoài chuồng thường xuyên và liên tục hơn, hạn chế tối đa người ra vào chuồng trại, khử trùng quần áo trước khi ra vào cho ăn và chăm sóc lợn. Nhờ đó, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Đến nay, đã có 130 xã phường thị trấn công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh đã có chiều hướng chững lại, số lượng lợn mắc bệnh ốm chết phải tiêu hủy ngày càng giảm dần. Đáng lưu ý, trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9, số lượng lợn ốm chết phải tiến hành tiêu hủy theo quy định của cả tỉnh đã giảm hẳn. Toàn tỉnh đã tiêu hủy với số lượng là 230 con của 6 hộ ở huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Ân Thi và Kim Động. Thực hiện vai trò làm cầu nối hỗ trợ hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tống Chân đã có nhiều đổi mới trong hoạt động tích cực hỗ trợ, trang bị kiến thức giúp nhiều thanh niên khởi nghiệp tại địa phương. Nhằm giúp thanh niên khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tống Chân đã lựa chọn mô hình nuôi thỏ để định hướng, đồng thời phối hợp với hội viên có kinh nghiệm trong hội tập huấn và bao tiêu sản phẩm. Với việc thử nghiệm mô hình nuôi thỏ trước đó đã mang lại hiệu quả, anh Nguyễn Ngọc Trước trở thành người đi đầu và hỗ trợ các hội viên về kỹ thuật chuồng trại và cả con giống. Mình cũng đảm nhiệm làm kỹ thuật và cung cấp con giống, bao tiêu sản phẩm cho khoảng chừng cỡ trên 40 hội viên trong xã cũng như trong các huyện ở trong tỉnh, rồi liên kết với cả các tỉnh để có những các cái đầu mối bao tiêu sản phẩm cho mình nó được tốt hơn. Ví dụ như là giá cả thị trường mà những cái lúc mà con thỏ nó xuống đến giá 65.000 một cân nhưng mình vẫn bao tiêu cho bà con 70.000 một cân. Hiện toàn hội có 8 mô hình nuôi thỏ thương phẩm và thỏ giống theo tiêu chuẩn chuồng kín quạt hút để khử mùi. Với mức giá hiện tại từ 80 đến 85.000 đồng một kg, trung bình mỗi con thỏ sẽ cho thu lãi từ 40 đến 70.000 đồng một con một lứa. Đặc biệt, mô hình thỏ hiện đang được liên kết trong toàn tỉnh, đồng thời liên kết với các tỉnh như Hà Nam, Thái Bình có thêm đầu ra phong phú và giá trị thương phẩm cao hơn. Thì trong thời gian tới, chúng tôi đã có một phương hướng thành lập câu lạc bộ chăn nuôi thỏ, tổ chức một cái hội nghị tư vấn và hướng nghiệp cho thanh niên, giúp đỡ hội viên về giải quyết việc làm cho thanh niên, về đặc biệt là cái hướng nghiệp cho thanh niên về cái cách thức chăn nuôi thỏ. Không chạy theo xu hướng, chỉ lựa chọn nuôi thỏ để phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tống Chân đã trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp hiệu quả. Một số mô hình nuôi thỏ với số lượng lớn duy trì từ 300 đến 400 con một lứa, mỗi năm nuôi 3 lứa như anh Ngô Duy Rồng, anh Bùi Văn Tùng, cho thu lãi đạt trên 150 triệu đồng một năm. Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, xác định đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ là thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Hiện nay, xã đang làm con đường trục xã chạy qua thôn Cao Xá với chiều dài 3,2 km. Toàn tuyến đường có 93 hộ dân sinh sống dọc hai bên. Khi được chính quyền vận động giải thích, các hộ đã tình nguyện hiến tổng số hơn 2.500 m2 đất thổ cư và các công trình xây dựng trên đất như tường bao, cổng, bếp, lán và cây trồng lâu năm trị giá hàng chục tỷ đồng. Con đường được thiết kế trải áp phan rộng 10 mét, có cống thoát nước hai bên với kinh phí được tỉnh và thành phố cấp là hơn 39,5 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ người dân toàn bộ máy móc, phương tiện và nhân lực để tháo dỡ các công trình trên đất. Dự kiến con đường sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Được biết đây là tuyến đường thứ hai xã làm trong năm nay. Hiện xã đang vận động nhân dân tiếp tục hiến đất mở rộng thêm một số đoạn đường nữa nhằm tạo diện mạo khang trang cho địa phương, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Là đơn vị đầu tiên của thị xã Mỹ Hào đón nông thôn mới năm 2017, xã Xuân Dục hiện đang nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu đến năm 2020, xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, những năm gần đây, xã Xuân Dục đã thực hiện quy hoạch hình thành vùng sản xuất lúa nếp chất lượng cao, có diện tích là trên 200 ha. Ngoài việc hoàn thành cứng hóa 100% tuyến đường liên thôn, đến nay xã cũng đã huy động các nguồn vốn và vận động nhân dân đóng góp tiến hành bê tông hóa được 90% đường ra đồng. Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đa dạng, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong toàn xã đã đạt 41 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,8%. Hiện xã đang tiếp tục phát huy nội lực quan tâm xây dựng sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực địa phương, tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, huyện để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với việc giữ gìn nét đẹp làng quê xanh sạch đẹp đã và đang được xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nên sự phát triển khang trang, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh. Cảm nhận đầu tiên của tôi, đây là một nơi có không khí trong lành, cảnh quan sạch đẹp. Không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu về môi trường mang tính chất chung chung hình thức, mà cán bộ và nhân dân xã Cẩm Ninh đã thực sự bắt tay vào làm. Một trong số đó phải kể đến sự chung tay góp sức không nhỏ của chị em phụ nữ trong xã. Mô hình đường hoa phụ nữ tại xã Cẩm Ninh được triển khai từ năm 2017. Đến nay toàn xã trồng được 5 km đường hoa tại 7 thôn, đường ra đồng, rực rỡ hoa chiều tím, hoa 10 giờ, khoe sắc. Tôi thấy rất là phấn khởi vì một cái đường hoa đã mang lại những cảnh tươi đẹp, sạch đẹp, rất là quang đãng. Tôi sinh hoạt chuyên đề về công tác trồng hoa trên toàn xã. Mặc dù là trời nắng là 40 độ, thì số hội viên, cán bộ hội viên đi là có thôn là 70 hội viên, có thôn thì 35 hội viên. Và chị em là cái thành tích trồng được hoa đến ngày hôm nay là rất là đẹp. Để giữ gìn những tuyến đường trong xã được sạch sẽ vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần, 7 tổ thu gom rác thải tại 7 thôn thực hiện nghiêm túc việc thu gom rác thải. Ngoài ra, xã phân công các đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên tăng cường các đợt ra quân quét dọn vệ sinh thu gom rác thải vào những ngày lễ Tết. Không chỉ giữ gìn cảnh quan chung, việc thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt ngay tại hộ gia đình được người dân chú trọng thực hiện và góp phần giảm thiểu một lượng rác rất lớn phải chuyển lên bãi rác mỗi ngày. Từ năm 2016, xã Cẩm Ninh đã quy hoạch hai khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với tổng diện tích 5 ha, đồng thời tích cực tuyên truyền tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi chuyển ra vùng đã quy hoạch. Từ chi bộ đến các ngành đoàn thể của xã là thường xuyên là tuyên truyền tới các cái dòng họ và tới các hộ gia đình và cũng chỉ đạo các thôn là những cái hộ là gần đường gần ngõ là cũng giao trách nhiệm cho thường xuyên để vệ sinh. Đồng thời là chúng tôi cũng là cương quyết là xử lý các trường hợp là nén lút là không chấp hành cái thực hiện cái vệ sinh môi trường chung. Song song với việc chú trọng xây dựng các công trình phúc lợi, công trình văn hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, việc xã Cẩm Ninh quan tâm gìn giữ, tạo dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã góp phần không nhỏ hình thành những nét đẹp trong xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Khoai Châu đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi hội viên và nhân dân
cùng nhau thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hội nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa, tuyên truyền về hậu quả ô nhiễm môi trường do các sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng dẫn hội viên thay thế đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, đồng thời vận động các hội viên là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, các tiểu thương buôn bán tại các chợ sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải. Ngoài ra, hội nông dân còn tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện phân loại rác thải từ hộ gia đình, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên trong huyện tích cực tham gia trồng chăm sóc các tuyến đường cây, đường hoa. Đến nay đã có 25 trên 25 cấp hội nông dân tại huyện tham gia phong trào, có 49 chi hội thực hiện mô hình chi hội 3.0, 100% các cơ sở hội đã thay thế chai nước nhựa bằng các chai thủy tinh trong các hội nghị và hoạt động của các cấp hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.